Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một bài đọc ngắn trích dẫn trong đề thi JLPT năm 2022. Bài này thì cần các bạn phải căn thời gian và hiểu được ý một cách nhanh nhất có thể. Chúng mình nhớ là thử căn thời gian và thử cùng xem cái phần phân tích của bài ngày hôm nay nha. Cái nội dung câu hỏi của mình đó là hông bưng nộ nayo ni ao đúng không ạ? Đô đề cả, cái câu nào phù hợp với cái nội dung ở trong bài. Bây giờ mình sẽ cùng đọc từ đầu cho đến cuối nhé. Tekido ni atatakaku hatsuga ni tsukaeru mizu ga ari, koukyū mo rikiru toiu zōken ga soroeba, oku no sokubutsu no tane wa hatsuga suru to omoare gachi desu. Ở đây cái câu của mình nó có cái dấu ngoặc kép đến tận đây và đi kèm với động từ là tố omoare gachi. Cái từ tố omoare ở đây bởi vì cái đằng trước của mình nó là vật đấy, nên là nó sẽ chuyển sang cái động từ của mình là omoareru là dạng bị động, và mình sẽ thêm cái yếu tố thứ ba vào để dịch là mọi người thường hay nghĩ là như thế. Mọi người thường hay nghĩ cái câu trong ngoặc này là gì? Là soroeba, là chỉ cần làm sao hội tụ đủ ba cái yếu tố, hội tụ cái yếu tố được gọi là gì đây? Là nhiệt độ phù hợp này, rồi có nước để mà sử dụng khi mà nảy mầm này, và có thể hô hấp được này, thì là khi mà đủ các cái yếu tố đấy, soroeru ở đây là đầy đủ rồi, trang bị đầy đủ các cái yếu tố đấy, thì cái tane là cái hạt giống của rất nhiều các cái loại thực vật, nó sẽ hatsugasuru là nó sẽ nảy mầm. Shikashi jissai ni wa so de wa arimasen, thế nhưng trên thực tế thì không phải như vậy này. Oku no sokubutsu no tane wa hatsuga no sanzo ken ga sorotta kara toitte ukachi ni hatsuga shinai no desu. Ở đây mình thấy kết thúc câu là no desu nên nó giải thích cái ý cho cái câu đằng trước là trên thực tế không phải là như vậy, là không phải là cái tane hạt giống của rất là nhiều loài thực vật nó sẽ nảy mầm khi mà đủ ba cái yếu tố đấy, đúng không? Thì lý do thì cái no desu ở đây nó sẽ giải thích rằng là không phải như vậy, là như thế nào đây? Là các cái hạt giống của rất nhiều các cái loài thực vật, thì cho dù là kara tối tệ, cho dù là đủ ba cái yếu tố để nảy mầm, nhưng mà nó cũng không hatsuga shinai, nó cũng không thể nảy mầm được một cách rất là đơn giản. Naze nara hatsuga no sanzōken no naka ni wa hikari ga ataru koto toiu zōken ga hette inai kara desu. Cái lý do là kara bởi vì là trong ba cái điều kiện về nảy mầm ấy, thì nó không chứa cái điều kiện được mang tên là có cái sự chiếu sáng. Ở đây mình thấy rằng cái ni hóa này cộng với lại hai tên này là một cái cụm đi liền với nhau, gọi là trong cái nọ có cái kia, là trong ba cái điều kiện hatsuga nảy mầm ở phía trên người ta đang nói ở đây này, thì nó không chứa cái điều kiện được mang tên là có sự chiếu sáng, nên là đấy là cái lý do tại sao mà cây của mình nó không nảy mầm được một cách đơn giản giống như là cái câu đằng trước, tại vì đây là câu giải thích lý do mà. Moshi hikari no ataranai baso de tane ga hatsuga sureba hatsuga shita mebae ga donna unmei o tadoru ka wa yoi ni shōzō ga tsukimasu. Ở đây là nếu thì sẽ đi với sureba này. Nếu như mà cái hạt giống của mình mà nảy mầm ở một cái nơi mà có cái điều kiện gọi là gì? Ở một cái nơi mà không có cái sự chiếu sáng ấy, thì cái mebae ở đây nó chính là cái mầm cây của mình ấy, cái mầm cây mà đã nảy mầm đấy, nó donna unme o tado độ cả, nó sẽ có một cái vận mệnh như thế nào, thì là chúng ta sẽ có thể dễ dàng yoi ni sozo ga tsukima, có thể dễ dàng tưởng tượng được. Vậy là mình đã nhìn được cái ý tổng thể của cái bài này chưa? Người ta đang nói rằng là cần 3 yếu tố để mà nảy mầm, nhưng mà không phải cứ có đủ 3 yếu tố đấy thì sẽ nảy mầm được này. Lý do tại vì cần phải có sự chiếu sáng này. Nếu như mà cây của mình nảy mầm ở trong nơi thiếu ánh sáng thì sẽ không thể nào làm sao? Không thể nào phát triển được ấy. Cái đoạn mà donna unmeo tado độ cả đây này, có nghĩa là nó có cái vận mệnh như thế nào thì sẽ dễ dàng hình dung ra được, thì có nghĩa là nó sẽ chết, nó sẽ không sống được nếu như mà cây nảy mầm ở cái nơi mà nó không có ánh sáng, đúng không? Nên đáp án của mình bây giờ mình sẽ loại dần nhá. Câu 1 là gì? Hatsuga no sanzōken ga sorotta zōkyō de hikari ga atatemo katanai koto ga aru. Ở đây có cái từ là katanai thì nó bằng cái từ xuất phát từ cái động từ là katsu ấy, là thắng ấy. Katanai koto ga aru là có những cái lúc mà thỉnh thoảng nó cũng sẽ không thể nào trụ nổi hay còn không thể nào thắng được ấy, thì còn gọi là không thể nào trụ nổi ấy. Đây là ở đây mình sẽ thêm một cái ý nữa là gì? Thì trong cái điều kiện mà hội tụ đủ ba cái yếu tố để nảy mầm và được chiếu sáng đi chăng nữa, vẫn có những cái trường hợp mà cái cây của mình nó không thể nào sống sót hoặc không thể nào thắng hay còn không thể nào trụ nổi ấy. Thì cái câu này bị sai rồi nha các bạn, đúng không? Cái Hikari ga ataru này thì người ta đang nói rằng là nếu như mà cây mà không có ánh sáng thì là sẽ không thể nào sống được, chứ người ta không nói là cho dù được chiếu sáng thì nó cũng không sống được, thì là bị sai rồi. Câu 2 là gì? Hatsuga no sanzo ken ga sorotte hatsuga shitemo hikari ga atarana kereba seichou shinikui. Cho dù là đủ 3 cái yếu tố nảy mầm và nảy mầm đi chăng nữa thì nếu không được chiếu sáng thì cũng sẽ khó có thể sinh trưởng được. Thì cái này nó chính là cái ý ở trong cái bài này của mình, nó nằm ở cái câu cuối ấy. Là nếu như mà cây của mình mà Hatsuga rồi, đúng không? Nhưng mà lại Hatsuga ở một cái nơi không có cái sự chiếu sáng thì là nó có một cái sinh mệnh như thế nào, là nó sẽ không thể nào sống sót được đấy, đúng không? Thì Seichou Shinikui, đây nó chính là cái ý đấy. Câu 3 là gì? Hatsuga no sanzo ke wa hikari ga ataru koto yorimo juyou da. Ba cái yếu tố, ba cái điều kiện của nảy mầm ấy thì nó quan trọng hơn là cái việc chiếu sáng. Thì cái này sai rồi nha các bạn. Nếu như trong trường hợp mà cả ba cái yếu tố này hội tụ đầy đủ đi chăng nữa nhưng mà cây mà không được để ở nơi có chiếu sáng thì cũng không sống được, nên là cái ý này là bị sai hoàn toàn, ngược với nghĩa rồi. Câu 4 là gì ạ? Hatsuga no sanzo kema hikari no ataranai baso de wa soroi nikui, là ba cái điều kiện của nảy mầm ấy thì rất là khó để mà hội tụ đầy đủ, đúng không? Soroi nikui, đây là rất khó để hội tụ đầy đủ trong một cái nơi mà thiếu ánh sáng. Thì cái câu này người ta cũng không hề nhắc tới cái ý ở trong bài, nhưng câu 4 này của mình cũng bị sai. Đáp án của mình nó chính là cái câu số 2 như vừa rồi. Thì đấy là cái cách mà mình phân tích cũng như là hiểu được cái ý của bài. Đấy, thì bài này nó cũng không phải là khó, nhưng mà khi mà đi đọc ấy mình sẽ nhớ là phải căn thời gian để mà giúp cho mình có thể đọc nhanh nhất và hiểu ý nhanh nhất có thể nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.